Nga bắn hạ 110 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm. Các đơn vị tấn công của Nga tiến vào vùng ngoại ô quân Ukraine sẽ rút sớm. Tổng tư lệnh Ukraine thăm các đơn vị chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga. Israel tấn công trung tâm chỉ huy của Hepora tại thủ đô Liban. Hepora phóng loạt tên lửa vào căn cứ quân sự Israel. Cho tới ngày bầu cử, ông Trump đã tuyên bố không công nhận kết quả lối thua. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Giao Thông. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, nước này đã bắn hạ 110 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine trên bầu trời nhiều khu vực, kể cả thủ đô Moscow. Thông báo đăng trên Telegram cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 43 UAV tại tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ từ tháng 8 nhằm phân tán lực lượng Moscow. Ngoài ra, 27 UAV bị bắn rơi tại vùng Lipetsk, 18 chiếc tại Orion và 1 chiếc tại Moscow, cùng tổng cộng 21 chiếc khác tại tỉnh Nizhny Novgorod, Begorov và Priyansk. Kiev tuyên bố Lực lượng của họ đang thực hiện chiến dịch tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng để đáp trả việc Nga ném bom lãnh thổ Ukraine. Trong một diễn biến đáng chú ý, Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Nga tiếp tục bao vây Seridovo, thành phố cách Donetsk 60 km, đồng thời tấn công từ phía đông. Kênh điện tín Resident của Ukraine cho hay, quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật bao vây các khu định cư, buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải rời khỏi các thành phố, Do đó, sẽ không có trận chiến nào xảy ra ở Selidovo. Kênh Resident cho biết, Bộ Tổng thống Mưu Kyiv vẫn chưa thể đưa ra một mô hình phòng thủ phù hợp và buộc phải lấp đầy các cánh đồng bằng lực lượng dự bị. Điều này dẫn đến tổn thất lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không ngăn cản được quân đội Nga. Một sĩ quan quân đội Ukraine với biệt danh mắc nói thông tin, các nhóm tấn công của quân đội Nga đã tiến vào thành phố đầu tiên ở phía đông Selidovo và bắt đầu giành được chỗ đứng trong các khu vực của tư nhân. Tuy nhiên theo ông, hiện tại điều này không đe dọa lớn đến lực lượng vũ trang Ukraine vì tuyến phòng thủ chính nằm trong khu vực các tòa nhà nhiều tầng. Người lính Ukraine trên cũng cho hay, không quân và pháo binh Nga đang hoạt động tích cực trong thành phố. Điều này cho thấy rõ sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Có thể lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu gây áp lực từ mọi phía, khi đó sẽ rất khó khăn. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, kể cả phương Tây, quân Ukraine sẽ không cầm cự được lâu ở Selidovo. Họ dự đoán khi vòng vây siết chặt, lực lượng Ukraine sẽ rời khỏi thành phố để bảo toàn nhân lực. Báo Pravda dẫn lời các nhà phân tích Ukraine cho biết, họ công nhận những thành công của quân Nga tại Bokrovsk. Quân đội Nga cũng đang gây sức ép với thành phố từ phía Nam và phía Bắc. Trong khi đó, ở phía đông Selidovo, người Nga đã chiếm khu vực nhà máy bê tông cốt thép Selidovo. Hãng Reuters đưa tin, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 20 tháng 10 cho biết, Lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng tại một sân bay quân sự ở vùng Lipetsk của Nga và một doanh nghiệp sản xuất thông nổ ở vùng ninhi Novgorod. Thông tin này được đưa ra sau khi qua quan chức Nga và các kênh Telegram cho biết Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các khu vực đó trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào ban đêm. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm rằng Ukraine vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại của vụ tấn công. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sirusky, đã cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động của các đơn vị quân đội tại tỉnh Sumy, Ukraine và tỉnh Kursk của Nga. Trong bài đăng trên Telegram, ông Sirusky cho biết, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, bất chấp mọi nỗ lực giành thế chủ động của đối phương. Tôi đã trực tiếp thị sát các sở chỉ huy của các lữ đoàn, nghe báo cáo từ chỉ huy lữ đoàn và đề xuất của họ với các hành động tiếp theo cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề. Xét đến tình hình, tôi đã đưa ra một số quyết định nhằm ngăn chặn đối phương và tối đa hóa tổn thất của họ. Ông Silusky nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga có lợi thế về nhân lực và trang thiết bị, nhưng kỹ năng và tính chuyên nghiệp của lực lượng Ukraine đang ngăn cản Nga đạt được mục tiêu của mình. Trong chuyến thăm Kiev ngày 19 tháng 10, khi cùng người đồng cấp Ukraine Andrei Sibiga họp báo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Nobel Barot tuyên bố Nước này sẵn sàng tập hợp các nước phương Tây ủng hộ kế hoạch chiến thắng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Barrot cho biết, một chiến thắng của Nga sẽ đẩy trật tự quốc tế vào hỗn loạn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thảo luận để đạt được tiến triển trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky và tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt thúc đẩy kế hoạch đó. Chúng tôi đang thảo luận việc mời Ukraine gia nhập với các đối tăng NATO. Nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp cho hay, Paris sẽ liên tục ủng hộ sự phản kháng của Ukraine trước hành động của Nga. Trước đó, trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 16 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã công bố một kế hoạch chiến thắng gồm 5 trọng điểm công khai, bao gồm các điểm chính là lời mời gia nhập NATO ngay lập tức, cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga và tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích vào lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Ba điểm khác vẫn được giữ bí mật, nhưng được cho là đã được chia sẻ với những nước ủng hộ Kiev. Về phần mình, NATO vẫn khẳng định rằng không thể kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự này cho đến khi xung đột được giải quyết. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 10 cho biết không có sự đồng thuận nào việc bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa ATACMS và các loại vũ khí khác để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Baro cũng tuyên bố Pháp sẽ chuyển lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine vào đầu năm 2025 không quân Pháp hiện đang đào tạo phi công và kỹ thuật viên máy bay cho Ukraine. Kiev từ lâu luôn bày tỏ các máy bay chiến đấu của phương Tây như Mirage 2000 và F-16 do Mỹ sản xuất, đóng vai trò quan trọng để đào ngược tình thế trên chiến trường. Trong bối cảnh, Nga đã liên tục giành được nhiều bước tiến ở Donbass trong những tháng gần đây. Ukraine vừa tung video dường như cho thấy vài chục binh lính Triều Tiên đang xếp hàng để nhận quân phục Nga nhằm khẳng định Bình Nhưỡng đã gửi lực lượng sang Nga. Ông Ihor Solovey, người đứng đầu Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược thuộc Bộ Thông tin và Văn hóa Ukraine cho biết, Chúng tôi nhận được video này từ nhiều nguồn. Chúng tôi không thể tiết lộ nguồn tin đã cung cấp vì lý do an ninh. Ông Solovey cho hay, video rõ ràng cho thấy các công dân Triều Tiên đang được phát đồng phục theo hướng dẫn của quân đội Nga. Ông cũng cho biết đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy người Triều Tiên tham gia lực lượng của Nga. Ông Solovey nhận định một lính Nga đã quay đoạn video nhưng không cho biết Ukraine có nó bằng cách nào. Không rõ địa điểm nơi video được ghi hình. Trước đó, ông Kirill Buranov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, tuyên bố với báo chí trong nước rằng khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện ở miền đông nước Nga. Những người này được nói là trao đổi với nhau bằng tiếng Triều Tiên, dù âm thanh của video không rõ ràng. Những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần nói về mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga. Phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tuần này, ông Zelensky cho rằng hàng ngàn binh lính Triều Tiên đang trên đường đến Nga. Báo chí Hàn Quốc trước đó đưa tin Triều Tiên sẽ cử tổng số 12.000 binh lính sang Nga, dù con số này không có trong tuyên bố của cơ quan tình báo quốc gia nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận, ông không thể xác nhận thông tin Triều Tiên đã đưa binh lính sang Nga, nhưng cho biết rằng điều đó gây lo ngại nếu được xác nhận. Điện Kremlin trước đó cũng bác cáo buộc của Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã gửi một số binh lính sang Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Israel cho biết sáng sớm ngày 20 tháng 10, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích, chúng vào một trung tâm chỉ huy và một kho vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban. Trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu Liban sơ tán khẩn cấp dân thường gần các tòa nhà có liên hệ với Hezbollah tại hai khu phố ở phía nam thủ đô Beirut. Quân đội Israel đã đánh dấu các cơ sở này trên hai bản đồ và tuyên bố sẽ sớm tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào đây. Về phía Liban, truyền thông nhà nước đưa tin Israel đã tiến hành hai cuộc không kích trong sáng ngày 20 tháng 10 tại Haaret Haray và Hada, đều nằm trong cứ điểm Dahiyeh của lực lượng Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirut. Trong đêm ngày 19 tháng 10, Israel cũng đã tấn công hàng chục làng mạc và thị trấn ở phía nam Liban. Trong đó, thành phố Nabatije bị không kích tới 7 lần trong đợt tấn công thứ 3 trong tuần này. Thị trường thành phố này cũng đã thiệt mạng hôm 16 tháng 10 vừa qua. Trang An, Ararabiza dẫn thông tin từ Bộ Y tế Palestine ngày 20 tháng 10 cho biết, không quân Israel vào đêm ngày 19, dạng sáng 20 tháng 10, đã thực hiện đòn công kích nhằm vào nhiều nhà dân bên trong thị trấn Bay Lahija. Thông cáo cho biết, có ít nhất 87 người đã thiệt mạng và mất tích ở khu vực phía bắc giải Gaza. Ngoài ra, vụ không kích cũng khiến 40 người khác bị thương ở thị trấn Bay Lahija, một trong những mục tiêu đầu tiên bị Israel tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Phong trào Fatah của Palestine trong một tuyên bố đưa ra sau đó đã lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường của quân đội Israel đồng thời tuyên bố rằng chính quyền Tel cũng chịu trách nhiệm cho hành động tàn sát ở thị trấn Bay Lahia. Quân đội Israel cho tới nay không trực tiếp khẳng định đã thực hiện vụ không kích. Thay vào đó, thông cáo của họ chỉ biết rằng Tel đang tiếp tục các hoạt động quân sự trên bộ lẫn trên không ở giải Gaza. Hãng AFP đưa tin, nhóm vũ trang Hepola ở Liban ngày 20 tháng 10 thông báo rằng lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một căn cứ quân sự của Israel ở phía đông thị trấn Safed, miền Bắc nước này. Theo tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh của nhóm đã phóng loạt tên lửa quy mô lớn vào mục tiêu nói trên. Hành động này nhằm bảo vệ Liban và đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các ngôi làng và nhà cửa của người dân Liban. Từ cuối tháng 9, Israel đã triển khai chiến dịch không kích cường độ cao nhằm vào Liban, cũng như phát động cuộc tấn công trên bộ với lý do ổn định khu vực biên giới sau gần một năm giao tranh với lực lượng Hezbollah vì cuộc xung đột tại giải Gaza. Bộ Y tế Liên thống kê, có ít nhất 1.454 người tại Liên đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, con số nạn nhân trên thực tế được đánh giá là cao hơn nhiều. Đặc phái viên hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông, Thor Wenesland, ngày 20 tháng 10, đã lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào vành đai Dahija của giải Gaza, làm hàng chục người thiệt mạng. Theo đặc phái viên hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông, các vụ không kích không chỉ khiến nhiều người thiệt mạng, mà còn cản trở, không cho bất cứ hoạt động viện trợ nhân đạo nào đến được với những người dân khác ở phía Bắc. Liên Hợp Quốc cũng lên án các hành vi bạo lực nhằm vào dân thường. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía Bắc Gaza vào đầu tháng 10 để ngăn chặn các tay súng của lực lượng Hamas tập hợp lại lực lượng. Kể từ đó, họ đã thắt chặt vòng vây khiến hàng chục nghìn người phải di rời. Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết nếu thua cuộc trong kỳ bầu cử sắp tới, cựu Tổng thống sẽ không chấp nhận kết quả và coi đó là gian lận. Sau khi thua cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lần ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu Tổng thống cũng gây sức ép với các quan chức ở bang Georgia, trong khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn cản Phó tổng thống, khi đó là ông Mike Pence, xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden theo đúng thủ tục. Năm 2024, ông Trump không còn đòn bẩy quyền lực của tổng thống như 4 năm trước. Đồng thời, các luật mới của tiểu bang và liên bang khiến việc tác động đến kết quả bầu cử khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông Trump và các đồng minh đã chuẩn bị cho kịch bản thua cuộc suốt nhiều tháng qua. Cả hai đảng dự đoán quá trình kiểm phiếu có thể mất vài ngày sau ngày 5 tháng 11. Nếu ông Trump đang trên đà thua cuộc, tốc độ này sẽ tạo cơ hội cho ứng viên Đảng Cộng Hòa đưa ra các tuyên bố về bầu cử gian lận và cố gắng làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các quan chức giám sát bầu cử. Cựu Tổng thống có khả năng khuyến khích những người ủng hộ đưa ra lập trường tương tự. Dù chưa thắng cử, ông Trump đã đe dọa sẽ bỏ tù những người làm công tác bầu cử và các công chức khác vì hành vi vô đạo đức. Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, họp báo và phỏng vấn, ông Trump có thể lan truyền thông điệp trực tiếp đến công chúng Mỹ mà không cần chờ bằng chứng hay kết luận. Trong khi đó, các đồng minh của ông Trump ở những bang quan trọng như quan chức bầu cử, nhà lập pháp và thậm chí là thẩm phán có thể tìm cách trì hoãn việc xác nhận số phiếu chính thức của bang thông qua các khiếu nại về gian lận. Tiếp tục với một số tin tức quốc tế đang chú ý khác. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20 tháng 10 cho hay, quân đội nước này đã bắt đầu đợt tập trận cơ động giã ngoại quy mô lớn trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng, đợt tập trận này cũng nhằm nâng cao năng lực ứng phó của toàn bộ lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Đợt tập trận này của Hàn Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 11 tới, với sự tham gia của nhiều binh chủng, bao gồm bộ binh, pháo binh, tên lửa, tăng thiết giáp, phòng không không quân cùng lực lượng cơ động. Đây là hoạt động định kỳ dành cho binh sĩ Hàn Quốc, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện nay đang gia tăng căng thẳng do nhiều động thái của các bên liên quan. Hoạt động tập trận này được tiến hành theo kịch bản giả định xảy ra chiến sự trên bán đảo Triều Tiên và Hàn Quốc bị đối phương tấn công, nhằm tập trung lực lượng của toàn bộ hải quân, lục quân và không quân đối phó với nguy cơ bị công kích bất ngờ. Lực lượng quân đội Mỹ cũng tham gia một phần của hoạt động này. Phía Hàn Quốc cũng cho hay đang dành sự chú ý đặc biệt và theo dõi sát sao các diễn biến từ phía Triều Tiên, đồng thời tỏ ra rất quan ngại về một số động thái gần đây như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cơ sở làm dầu urani việc phía Hàn Quốc điều động quân đội và cho phá hủy nhiều đoạn đường dẫn sang Hàn Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.